Kênh Bếp Của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình kênh Bếp Của Vợ sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách làm lẩu gà ớt hiểm đó nha. Nếu mà các anh chị chưa nghĩ ra cuối tuần này làm món gì cho gia đình mình thì hãy tham khảo một cái cách nấu lẩu gà ớt hiểm mới lạ của kênh Bếp Của Vợ nha. Chúng ta cùng bắt tay vào làm đây. Và đây là tất cả các nguyên liệu gồm có. Đầu tiên em sử dụng ở đây là một con gà cỡ tầm 1,5 kg ạ. Tiếp theo đó là nấm hương đã được ngâm rồi nhé, ớt hiểm, táo đỏ, táo đen và hành củ. Và mình sẽ ăn chung với rau xà lách son nhé, hoặc là rau mùng tơi. Cái này thì mình thích ăn rau gì thì mình cho. Vẫn như thường lệ thì kênh Bếp Của Vợ sẽ cho muối và giấm để lấy đi cái phần nhớt và mùi hôi của gà. Mình xoa đều lên cái phần gà nhé. Bây giờ thì mình sẽ mang đi rửa sạch với nước. Quay lại thì chúng ta sẽ tiến hành làm cái sốt quét lên gà. Một muỗng canh và hai muỗng canh mật ong. Tiếp theo đó là nước tương nhé. Một, hai và ba muỗng canh nước tương. Cho bốn muỗng canh luôn đi. Tổng cộng là 6 muỗng canh nhé. Và 1 muỗng, 3 muỗng canh nước tương thì 1 muỗng canh mật ong. Cứ vậy tỷ lệ như vậy cho nó dễ. Tại vì kênh Bếp Của Vợ làm như thế này để quét lên cho cái phần da gà nó có cái màu khi mà chúng ta chiên á, cái màu đẹp và nó thấm cái nguyên liệu. Và cái gà của chúng ta nó sẽ có vị đậm đà và mùi thơm đặc trưng nhé. Gà này là gà dưới quê đó, nên là rất là ngon, da rất là vàng và thịt rất là chắc luôn. Đó, mình xối, mình ướp cho cái gà này nó thấm luôn. Rồi chúng ta sẽ để ở đây, mình cho nó thấm hết tất cả các nước tương và mật ong lên cái phần da gà. Và mình sẽ để ở đây có tầm 20 phút để cho nó thấm. Rồi 20 phút sau thì kênh Bếp Của Vợ sẽ quay lại và đổ dầu vô. Cái này thì mình phải chịu khó chiên cho nhiều dầu. Nếu mà các anh chị không thích chiên thì mình cũng có thể bỏ vô lò mình nướng. Mình sẽ cho vô cái chảo này hơn nửa lít dầu. Và cái phần gà này để ráo nước tương một chút nha. Rồi mình hẳn bỏ vô mình chiên, như vậy thì cái phần dầu nó sẽ không có bị dăng. Rồi lấy một cái giá thịt là lớn và mình xối lên da gà để cho nó cái phần gà nó đều. Nếu mà mình nướng được thì cái màu sắc nó sẽ đẹp hơn và đều hơn. Và cứ như vậy thì chúng ta sẽ chiên cho cái phần gà này nó vừa chín tới luôn nha. Do cái lửa bếp của kênh Bếp Của Vợ nó không có đều á, nên là cái phần nào lửa nhiều thì nó sẽ bị đậm màu hơn. Rồi khi mà chiên đã xong rồi thì kênh Bếp Của Vợ sẽ bắt lên một cái nồi. Và mình cho hành củ vô và mình phi cái hành củ này cho thơm.
Nhớ cho dầu ăn nhé, mình cho vô có tầm 2 muỗng canh dầu ăn và mình phi cho cái hành củ này nó thơm lên nè. Tiếp theo là mình sẽ cho một ít ớt hiểm, cỡ tầm 10 trái ớt hiểm mình bỏ vô, mình phi lên cho nó thơm cái mùi đặc trưng. Và khi mà đã thơm rồi thì chúng ta sẽ cho nước vô đây. Cái bếp của vợ cho tầm 3 lít nước, tại vì mình ăn hơi bị đông người á. Khi mà nước sôi rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần táo vô nè. Táo đỏ. Và phần táo đen vô luôn. Mình nấu cho cái phần nước này táo nó ra cái ra nước và nó có cái mùi. Và đây là đường phèn nhé các anh chị. Mình nấu gà tiềm ớt hiểm thì chúng ta phải sử dụng đường phèn thì nó mới ra cái vị, đúng cái vị của nó. Và mình cho đường phèn vô cỡ tầm 20g, cỡ tầm đó. Rồi một chút muối dằn vô. Và các anh chị ăn bột ngọt thì mình cho bột ngọt nhé. Và là mình sẽ cho hạt nêm, mình nêm nếm như bình thường của mình thôi. Và mình nấu cho đường phèn tan ra. Mà khi đường phèn đã tan ra rồi thì chúng ta sẽ thả nấm hương đã được ngâm và rửa sạch vô. Hầu như là kênh bếp của vợ chia sẻ cho các anh chị và các bạn cái cách làm thôi, với tất cả các nguyên liệu trong cái món này nó có những nguyên liệu gì. Còn nếu và các anh chị muốn ăn ngon và muốn hợp với khẩu vị của mình thì giúp kênh bếp của vợ điều chỉnh lại cho nó chuẩn hơn và nó vừa với vị nhé. Rồi, bây giờ thì nước dùng và nấm nó cũng đã ra mùi rồi. Bây giờ mình sẽ múc ra. Tới đây là xong cái nước dùng rồi đó. Cái này mà chúng ta có nước dừa là một. Thứ hai nữa là chúng ta có xương gà. Mình ninh chung thì nước nó còn ngọt hơn nữa đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ múc ra. Và mình sẽ cho cái phần ớt xanh vừa nãy còn lại bỏ lên trên. Mình làm như thế này thì tất cả các bạn nhỏ của chúng ta có thể ăn chung với mình được nè. Còn nếu mà mình cho nhiều ớt quá thì cái nước dùng nó hơi cay, các bạn nhỏ không ăn được. Nên là nếu mà nhà mình có con nít đó thì mình làm ít ít ớt thôi nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt lên bếp và chúng ta xé gà. Các anh chị thích ăn chặt cũng được mà thích xé cũng được. Nên cái món này thì mình xé nó mới đúng bài. Wow, thịt gà dưới quê nó rất là dai và nó chắc luôn. Xé cái đùi ra mà chảy nước miếng. Các anh chị thấy không, nấu không quá khó đúng không ạ? Cái này nấu hoàn toàn không có quá khó. Và khi mà xé xong rồi thì chúng ta sẽ cho vô cái phần nước dùng. Và ăn tới đâu mình nhúng rau tới đó thì cái phần gà nó ra thì nó rất là ngọt. Cái phần gà này thì kênh bếp của vợ chiên nó còn hơi ửng đỏ. Mình bỏ vô đây mình nấu thì nó sẽ chín luôn. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn là quay cuồng và cùng nhau bỏ rau, bỏ mì vô. Chúng ta ăn là đã thưởng thức rất là nóng hổi và ấm bụng rồi. Nếu mà các anh chị cảm thấy video của kênh Bức Vợ chia sẻ ngày hôm nay thật là ngon và hữu ích thì hãy cho kênh Bức Vợ một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh Bức Vợ nhé. Hoặc là các anh chị có cái cách nào nấu gà tiềm bất hiểm ngon hơn, chuẩn hơn thì hãy chia sẻ cho kênh Bức Vợ nha, để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình hơn. Rồi, kênh Bức Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo ạ.